Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2020 và bây giờ thì cũng là gì nhỉ? Gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh bên mình các bạn nhé. Đây ạ, các bạn là lên kênh là đây, các bạn lên kênh YouTube này. Các bạn gọi kênh, tìm kiếm kênh là Triệu Phú TV nhé. Đây. Các bạn gọi kênh là Triệu. Đấy. Đây, Triệu Phú TV đây ạ. Đấy. Các bạn kênh mà kích kênh Triệu Phú TV, các bạn kích vào đăng ký kênh này. Các bạn kích vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên các bạn nhá. Này, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Đấy, các bạn lựa chọn cho các bạn là mình là vào giờ ngày gần nhất giúp mình nhá. Đấy. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn nhá. Đây, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm để cũ mình giới thiệu cho các bạn luôn nhé. Đấy, và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc con này là chiếc Nokia. Con này là Nokia gì nhỉ? Đấy, con Nokia là con này Nokia 230 các bạn nhé. Đấy, con Nokia 230 thì con này là cực kỳ là hiếm. Con này là hàng cực kỳ là hiếm nhé. Đấy, con này là Nokia 230. Cái lúc thời điểm con này đỉnh cao con này thì nó là máy lúc mà nó ra hơn 1 triệu các bạn nhé. Lúc mà người ta đang gì nhỉ? Lúc mà người ta lúc mà mới ra mắt nó là hơn 1 triệu nhé. Đó. Con này thì là có một đèn cam trước này và có cam sau này. Đấy, con Nokia 230 này. Hai sim hai sóng này nhé. Đấy. Đấy, Nokia 20 hàng này cực kỳ là hiếm. Nói chung là hàng này cực kỳ là hiếm nhé. Màn hình thứ nhất là to, mà thứ hai là số nó to. Đấy. Con này dùng cực kỳ bao cho bạn cực kỳ là phê luôn. Nokia 230 này. Cái lúc thời điểm mới ra là hơn 1 triệu đồng. Và hôm nay đây bên tay mình đây chỉ bán cho bạn với giá là 400k thôi các bạn nhá. Đấy. Nokia 230 đây ạ. Con này mình sẽ bán cho bạn với giá là 400k. Rất là ngon đấy. Đấy, các bạn nào thích làm một máy phụ nghe gọi này thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Một là Zalo. Đây số mình dùng Zalo và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua địa chỉ của bạn. À, số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu trao đổi và mua bán điện thoại cũ giá rẻ này. Này, 400k rất là rẻ cho các bạn nhé. Thường thường bình thường nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp của mình để đặt hàng nhé. Đấy, con Nokia này là Nokia 230 400k nhé. 400k. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung S8 đấy ạ. Đấy, S8 đấy. Hôm nay nhà mình vừa mới về được con S8 này. S8 này con này là bản công ty nhé các bạn nhé. Đấy, con này là bản công ty. Hai sim hai sóng. Đấy, con này là bản công ty hai sóng hai sóng. Thì con này thì là ngoại hình con này còn độ đây. Vỏ có cũ phải theo thời gian. Con này còn độ 85% nhé. Đấy. Vỏ con này thì có cũ phải theo thời gian đấy. Đấy. Ngoại hình con này thì còn độ 85%. Màn hình con này thì là màn hình của nó lại bị hơi bị lưu ảnh một chút nhé. Đấy. Con này thì nó hơi bị lưu ảnh một chút thôi. Con S8 nhỏ này thì nó hơi bị lưu ảnh một chút thôi. Con này thì bên mình đây. Đấy, S8 này. S8 thì bản công ty của nó thì là phiên bản nó là RAM 4GB. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó là 64GB nhé. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con S8 này thì là màn hình của nó là tràn viền là 5,8 inch. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ. 2.800k nhé. Con S8 đấy ạ. À sorry các bạn là 2.500k nhé. Đấy, con này là 2.500k. Đấy. 2.500k các bạn nhé. Con S8 bản công ty 2 sim 2 sóng này thì là màn hình thì nó hơi bị lưu ảnh một chút thôi. Không vấn đề gì, các bạn không thích màn hình lưu ảnh thì các bạn có thể là vào màn hình đây. Các bạn chọn chế độ màu đen là xong. Đấy, hết lưu ảnh hết màn nhé. Đấy. Bên mình thanh lý bạn với giá là 2.500k các bạn con S8 ấy nhé. S8 nhỏ này ạ. Bản công ty 2 sim 2 sóng. Đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 đấy các bạn chúng ta hàng được sớm nhất nhá. Đấy, 2.500k cho các bạn về chiến game. Mọi các loại game luôn, xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ là tuyệt vời. Con này thì nó nhỏ gọn, không to quá, nó chắc quá nhá. 2.500k nhá. Đấy. Hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Một, các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi các bạn chọn thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc cho mình, phí ship cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé.
Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được cây này cam Samsung J7 Pro. J7 Pro thì hôm nay mình vừa mới thâu lại được khách con này xong. Đấy, J7 Pro đây ạ. Đấy, J7 Pro. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Thì là ngoại hình con này thì còn 90% nhá. Con này thì hôm nay mình vừa mới là thâu lại được khách xong. Ngoại hình thì còn 90%. Con này thì là khách với báo mình là thì họ đã thay màn một lần rồi nhá. Đấy, con Samsung J7 Pro này thì là khách đã bảo với mình là thay màn một lần cho các bạn nhá, một lần rồi nhá. Đây. Đấy, thay màn một lần rồi. Đấy. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, màn hình là 5,5 inch, pin thì là 3K6 nhá. Đấy. Con J7 Pro này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.450.000. Đấy. 1.450.000 các bạn nhé, con J7 Pro màu đen này ạ. 1.450.000 này, máy đẹp, nói chung là 90 trên 90%. Đấy, mình thâu lại của khách thì bảo với mình là thay màn một lần cho các bạn nhé. Đấy. Bên mình chỉ bán bạn giá các bạn là 1.450.000 con J7 Pro được các bạn nhé. Đấy. Rất là rẻ cho các bạn, nói chung là đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro này các bạn đặt mình sớm nhất nhá. Thì là nhiều các bạn cũng có đặt hàng hỏi bên mình thì có nên mua hàng online hay không, thì các bạn nên đi mua hàng online. Thì vì mua hàng online thì các bạn có thể là người thứ nhất là các bạn mua hàng online thì các bạn là người cực kỳ thông minh. Các bạn qua shop bên mình giá rẻ chẳng hạn, hoặc là các shop khác giá rẻ hơn, thì các bạn phải đặt mua bên mình hoặc là bên người khác chẳng hạn như thế đấy. Thì mua hàng online thì họ hay cạnh tranh nhau và giá cực kỳ là rẻ. Nên là các bạn lựa chọn những sản phẩm cho mình tốt nhất nhé. Đấy. Đấy. Thì các bạn cứ chọn cho mình là chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung J7 cộng này ạ. J7 cộng. Con này là cũng là bản công ty này, 2 SIM 2 sóng. Con J7 cộng này là bản công ty 2 sóng, 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này thì là máy còn màn hình là 5,5 inch. Đấy, con này thì là máy zin nguyên bản nhé. Con này thì là vỏ có phẩy theo thời gian, kiểu khách dùng ốp ấy. Này. Vỏ có cũ phẩy theo thời gian, con này là khách phải ốp này. Dùng ốp nó phải phẩy đốm đốm này. Kiểu nó lở ghẻ như kiểu 6S ấy. Con này thì mình con này là RAM 4GB nhá. Con này là phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang thành lưu vọng cho các bạn là với giá là 1.700.000 nhá. Đấy. 1.700.000 sản phẩm là Samsung J7 cộng đấy ạ. J7 cộng 1.700.000. Các bạn dùng những sản phẩm này thì quá tuyệt vời luôn. Khỏi phải chê, khỏi phải bàn nhá. Samsung J7 cộng đấy ạ. Đấy. 1.700.000 cho các bạn nhá. Đấy. Vỏ cũ phải theo thời gian các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Plus này các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. Đấy. 1.700.000 cho các bạn nhá. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Vinmart BB3. Đấy. Con này là Vinmart BB3. Con này là Vinmart BB3 này. Đấy. Con này là Vinmart BB3. Con này thì là màn hình của nó là 6 inch nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Đấy. Con Vinmart BB3 này thì con này thì ngoại hình còn rất là đẹp này. Đẹp 90 trên 90%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 950.000 các bạn nhá. Con Vinmart BB3 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 950.000. Đấy, 950.000 con Vinmart BB3 đấy ạ. Đấy. Màn hình thì là gì nhỉ? Màn hình thì là 6 inch, rất là to, 6 inch này. Đấy, các bạn nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ mà tuổi cao mắt kém ấy, các bạn mà bố mẹ mà thích sản phẩm là Samsung Vinmart BB3 này, các bạn có thể tặng ông bà, bố mẹ người thân, hoặc là các em nhỏ, các em học sinh cũng được. Nói chung là làm một máy phụ này. Làm một máy phụ nghe gọi rất là ok. Thứ nhất là nói chung là mức giá nó cũng vừa phải. Các bạn lựa chọn một máy cũ cũng rất là ok. Còn Vinmart BB3 này thì là gì nhỉ? Vinmart BB3 này thì là 950.000 các bạn nhá. Đấy. Nói chung rất là ok. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân và các em nhỏ rất là ok nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là con Samsung Note 8. Thì Note 8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này nhá. Con này thì là màu đen. Thì con này là bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng này. Con Note 8 thì là màn hình của nó là tràn viền, 6,3 inch nhá. Đấy, con này là màn hình tràn viền, 6,3 inch đấy. Này. Con này thì là ngoại hình con này còn 90% nhá. Vỏ thì có hơi phải đôi chỗ thôi. Vỏ thì có hơi phải đôi chỗ thôi nhá các bạn nhá. Đấy.
Đấy, vỏ thì có phải phải đôi chỗ này. Đấy, con nó 8 này. Con Note 8 này thì là màn hình đẹp không ám, nó chỉ bị hơi bị lưu một tí thôi. Đấy, con này Note 8 này thì là màn hình đẹp không ám, nó chỉ bị lưu một tí thôi. À, con này thì là đã dàn kính cường lực rồi nhá. Con này là khách cũng có là dàn cường lực này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3.900.000 nhé. Đây. Con này thì là màn hình là sáng đẹp này, chỉ gọi là hơi bị lưu một tí đây thôi. Bên mình đang bán bạn với giá là 3.900.000 nhé. Đấy, 3.900.000. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Note 8 đấy ạ. Đấy. 3.900.000 con Note 8 màu đen này nhá. Các bạn dùng nó thật, các bạn này dùng cực kỳ là sướng luôn. Bản hàn 2 SIM 2 sóng. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn thì hàng mình là sớm nhất nhá. Note 8 nhà mình còn duy nhất một cây thôi. Đấy, dạo này thì có hết là hiếm. Đấy. Note 8 thì còn một cây các bạn nhá. 3.900.000 nhá. Và hôm nay thì nhà mình, hôm trước thì nhà mình về nhiều lắm. Hôm nay thì nhà mình còn hai chiếc SIM Villa vào mạng cả năm. SIM Villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 350k. Chỉ với 350k các bạn được một sở hữu là một SIM vào mạng cả năm. Các bạn không phải phát SIM 1.000 nào. Và SIM Villa này, lô SIM này bên này nhà mình ấy thì có là chức năng là cả nghe gọi luôn các bạn nhé. SIM Villa lần này nhà mình thì có cả chức năng nghe gọi. Ví dụ các bạn mà lắp vào màn hình Android ở trên ô tô ấy, các bạn có thể là xem bản đồ này, hoặc là các bạn có thể là gọi được cũng được nhé, gọi điện cũng được. Đấy, gọi điện trên máy Android luôn trên ô tô cũng được, hoặc các bạn lắp vào iPad này chẳng hạn cũng nghe gọi được này, ở trên điện thoại này cũng nghe gọi được, rất là tiện nhé. SIM Villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 350k. Đấy, chỉ với giá là 350k thôi, các bạn sở hữu là SIM rất rẻ. Thứ nhất là miễn phí vào mạng cả năm và nghe gọi, nói chung là nghe gọi thì các bạn phải nạp tiền vào nhé. Các bạn muốn các bạn nghe gọi các bạn thì phải nạp thêm, ví dụ mà 1.000 một phút chẳng hạn, này là mấy nghìn một phút đấy, các bạn phải nghe gọi vào nhé, phải nạp tiền vào để nghe gọi nhé. Đấy. Bạn nào cần SIM Villa này vào mạng nghe gọi này, các bạn lên tay hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, nhà mình thì còn hai chiếc thôi, chắc là vài hôm nữa thì mình có SIM được các bạn. SIM giờ này thì nó giờ này nó chặt lắm, nhà mạng thì nó nói chung là nó chặt, nhà mạng làm cực kỳ là chặt. Đấy. Nhà mình thì còn mỗi hai chiếc thôi nhá. Bạn nào không mua máy có thể là mua SIM về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là khu vực nào mà không có mạng ấy, các bạn mua SIM này cũng được nhá. Villa sóng cực kỳ là tốt và ổn định. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là gì nhỉ? Hôm nay nhà mình về được là 4 cây S9 Bluetooth, 4 cây S9 Bluetooth đấy. Nhà mình nay về được 4 cây Samsung S9 Bluetooth. S9 Bluetooth này thì mình sẽ nói sơ cua qua. Đây. S9 Bluetooth. S9 Bluetooth này thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình của nó. Con này phiên bản của nó là bản Hàn nhé. Tất cả mình là bản Hàn này. Tất cả máy đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. 4 cái này của mình đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là cấu hình con này thì nó là, mình sẽ xem, tất cả là chạy Android 10 hết nhé. Cấu hình là RAM 6GB này, bộ nhớ trong là 64GB. Con S9 này thì được thiết kế thứ nhất là bo tròn các góc cạnh này. Bo tròn các góc cạnh rất là đẹp. Đấy. S9. Bọn màu tím này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là nói chung là các bạn tặng bà xã hoặc là người yêu rất là tuyệt vời. S9 Bluetooth này dùng sướng lắm. Ngày xưa những lúc mà thời mình còn đang đi học ấy, mình nhìn cầm người ta mà cầm sản phẩm là S9 này. Nói chung là mình mơ ước, nhưng mà để có tiền mà dùng, nhưng bây giờ rất là rẻ thôi. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là chỉ hơn 5 triệu đồng thôi. Các bạn là sở hữu là Samsung S9 đấy nhé, S9 cộng này. S9 cộng thì mình cũng nói sơ cua cho các bạn này. Con này thì là màn hình của nó là màn hình là tràn viền 6.2 inch. Đấy. Không to quá mà không nhỏ quá, cầm rất là thích mà rất là chắc tay. Các bạn về tặng, mua về tặng bà xã hoặc là người yêu rất là tuyệt vời. Đấy, con S9 cộng này. Đấy. Sướng lắm. Đấy, S9 cộng. Tất cả 4 con này nhà mình đều là màn hình đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhé. Đấy. Tất cả thì mình đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Tất cả lại đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng nhá. Bọn này thì nhà mình đã lên được 2 SIM 2 sóng cho các bạn rồi. Đây, bọn màu tím này rất là đẹp đấy. Các bạn về tặng bà xã người yêu rất là tuyệt vời. Đấy. Nói chung nó đẹp lắm. Nói chung nó dùng sướng lắm, RAM 6GB các bạn khỏi phải chê luôn. Nói thật với các bạn là RAM của Samsung thì các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy. Màu tím đấy.
thì mình sẽ vào là xem phim nghe nhạc cho bạn xem nhé. Nét 9 mình sẽ kết nối xem phim nghe nhạc cho bạn xem. Nét 9 này. Nói chung là RAM 6 các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy. Dùng sướng lắm. Đấy. Các bạn nào gần thì các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi. Máy móc cũng ok nhé. Đấy, gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình. Ở xa thì bên mình có ship. Các bạn yên tâm, ở xa mình cũng có ship các bạn. Tình trạng mùa này thì là mùa lũ lụt một tí, đang là mùa mưa bão thì là ship hàng thì hơi bị chậm một chút, thì là mong các bạn là cố chờ hàng giúp mình nhé. Đây, mình sẽ vào xem phim 4K 8K cho các bạn luôn. Nghe nhạc thử nhé. Mình sẽ nhạc là duyên phận đi. Đây, nghe nhạc trên F9 này. Đây, loa này khoảng nghe loa khỏi phải chê luôn. Đấy, loa nói chung các bạn là loa Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Nói chung đến cái màn hình nó quá là đẹp luôn này. Đây, các bạn nhìn màn hình này, nghiêng không độ lóa mờ gì. Đấy, nói chung là Samsung thì các bạn khỏi phải chê nhé. Đấy, Samsung S9 Plus thì các bạn khỏi phải chê. Tại vì lúc mà thời điểm nó ra là nó là gần 30 triệu đồng mà. Bây giờ bên mình đang chỉ bán cho bạn màu tím này. Máy màu tím này thì là ngoại hình thì máy còn đẹp từ 90%. Bọn này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 5.4 triệu nhé. Đấy, bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 5.4 triệu. S9 Plus đấy ạ, S9 cộng 5.4 triệu màu tím ấy nhá, máy màu đẹp này. Đấy, máy đẹp keo. Đấy. 90/90%. Nói chung là máy cũ rồi thì mình sẽ lựa cho bạn những con tốt nhất và đẹp nhất. Đấy, phải đôi tí thôi. Nói chung là đẹp. Rất là đẹp đấy, S9 Plus đấy. 5.4 triệu các bạn nhá. Đấy, bản hàn 2 sim 2 sóng. Đấy, chip con này là chip Exynos nhé. Đấy, màn hình là độ phân giải là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ là tuyệt vời. Đây, con màu xanh thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 5.300.000 nhé. 5 triệu màu xanh thì nó hơi phải một tí thôi. Đây, viền thì nó hơi phải một tí thôi. Con này màu xanh này thì cũng đẹp, màn hình cũng đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Viền thì có hơi phải đôi chỗ thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 5.300.000 nhé. Đây con S9 cộng đấy. Bạn nào thích sản phẩm S9 Plus này, các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và mình cũng xin dừng clip tại đây. Và chúc các bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên hiện trực tiếp mình đặt hàng nhé.